Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 5 tháng 3, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Thọ và làm việc với huyện Vũ Quang. Cùng đi có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, các xã về đích nông thôn mới năm 2016. Sơn Thọ là xã có kế hoạch về đích nông thôn mới vào cuối năm 2016. Đến thời điểm này, xã đã đạt 10 trên 19 tiêu chí là quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội, văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất. Các tiêu chí còn lại hiện đang được địa phương tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Riêng trong 2 tháng đầu năm, Sơn Thọ đã xây dựng thêm 4 mô hình sản xuất kinh doanh, thành lập mới được một tổ hợp tác và một doanh nghiệp, phát quang trên 9 km hành lang an toàn giao thông và làm mới hơn 2 km kênh mương. Đối với huyện nhà, toàn huyện đã đạt 133 trên 201 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện giao cho các xã phải hoàn thành thêm 46 tiêu chí, phấn đấu đưa xã Sơn Thọ, Đức Hương và Đức Giang về đích vào cuối năm. Những tháng đầu năm 2016, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở Vũ Quang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dồn sức tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, 2 tháng đầu năm, huyện đã thành lập được 34 mô hình sản xuất các loại, có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, thành lập mới 15 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã, 8 doanh nghiệp, phát quang 49 km đường giao thông, nạo vét được 10 km mương rãnh, đào đắp lề đường được 18.000 mét khối và trồng được 24.000 cây phân tán các loại, nạo vét 56 km kênh mương nội đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, Vũ Quang còn gặp nhiều khó khăn, bởi huyện vừa được thành lập là huyện nghèo, có điểm xuất phát thấp, nguồn thu ít, hệ thống cơ sở hạ tầng hạn chế. Hiện đã quy hoạch 35 vùng sản xuất tập trung, nhưng hoạt động sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút đầu tư chưa được nhiều, các tiềm năng và lợi thế chưa được khai thác tương xứng. Huy động nguồn lực cho các xã về đích 2016 còn khó khăn. Từ thực tế đó, Vũ Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để năm 2016, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm phân công đơn vị đỡ đầu cho các xã. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo tính liên kết trong sản xuất. Tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với từng vùng và đặc biệt là huyện miền núi như Vũ Quang, sớm phân bổ kinh phí để các xã có cơ sở triển khai thực hiện theo khung kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Sơn hoan nghênh sự nỗ lực, cách tổ chức thực hiện, tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở Vũ Quang. Tuy nhiên, cùng với các thuận lợi, thì Vũ Quang vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, có tác động lớn đến công cuộc xây dựng nông thôn mới nên cần phải xem xét cẩn trọng trong xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ các vấn đề lớn như tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện Vũ Quang vẫn thuộc diện cao nhất tỉnh, thu nhập đầu người thấp, sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, còn mang tính tự cung tự cấp, chuỗi liên kết chưa khăng khít, các sản phẩm chủ lực còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, hệ thống cơ sở hạ tầng còn thấp thua so với các địa phương khác. Người nông dân chưa mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, nguồn lực huy động từ nội lực người dân khó khăn, nguồn ngoại lực bằng xã hội hóa và thu hút đầu tư chưa nhiều. Từ thực trạng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Vũ Quang phải dồn sức cao nhất để 100% số xã về đích theo lộ trình, tập trung cao cho các xã về đích năm 2016, trong đó ưu tiên cho phát triển sản xuất, nhất là các sản phẩm chủ lực. Trong xây dựng hạ tầng nông thôn, trừ các công trình lớn thì cần phải dựa vào sức dân là chủ yếu, tận dụng tối đa nguyên vật liệu, nhân công tại chỗ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải đặc biệt chú ý đến vấn đề liên kết, tăng cường vùng liên kết. Ngoài ra, huyện cũng cần sớm xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện phù hợp với lộ trình của tỉnh và thực tiễn của địa phương, soát xét việc thực hiện các tiêu chí, xác định động lực và nguồn lực lớn nhất để thực hiện, đảm bảo là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới đúng lộ trình kế hoạch. Chiều ngày 11 tháng 3, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện
tổ chức kiểm tra và làm việc với Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã Đức Giang để nghe kế hoạch, bàn giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2016. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Đức Huyên, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa, đại diện các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện. Đức Giang là một trong ba xã của huyện Vũ Quang có kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2016. Mặc dù địa phương đã bám sát vào các chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện, tuy nhiên đến nay xã mới chỉ hoàn thành 9 trên 19 tiêu chí, bao gồm quy hoạch, thủy lợi, trường học, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất. Các tiêu chí còn lại đạt từ 50 đến 82%. Nhìn chung tiến độ thực hiện các tiêu chí còn rất chậm so với chỉ tiêu đề ra. Toàn xã đã xây dựng được 70 mô hình, trong đó 4 mô hình quy mô lớn, 10 mô hình quy mô vừa và 56 mô hình quy mô nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,26%. Có 50,5% nhà ở dân cư và 4 trên 7 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Toàn xã đã xây dựng được hơn 31 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 80%. Xã cũng đã chọn được thôn Một Bồng Giang để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và 10 hộ dân xây dựng khu vườn mẫu, đã quy hoạch nghĩa trang và chọn vị trí xây dựng bãi xử lý rác thải. Tại buổi làm việc, xã Đức Giang đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đề ra khung kế hoạch thực hiện từng tiêu chí còn lại, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Đức Giang về đích nông thôn mới đúng theo kế hoạch. Các phòng ban ngành liên quan cũng đã nêu ra một số giải pháp để Đức Giang triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhằm hoàn thành các tiêu chí đảm bảo về đích nông thôn mới đúng lộ trình. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình cho rằng, thời gian qua xã Đức Giang đã có nhiều cố gắng, chương trình nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cần nhìn nhận và khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ cán bộ có cố gắng nhưng nhiều đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu, có nhiệt tình nhưng chưa sâu sát cơ sở, nhận thức về xây dựng nông thôn mới còn chung chung, sự phối kết hợp giữa xã với các phòng ngành chưa chặt chẽ, đã xây dựng khung kế hoạch nhưng không thực tiễn, không bám sát các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là cần đi sâu đi sát từng hộ dân, tuyên truyền vận động thực hiện công tác chỉnh trang nhà ở dân cư, chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng bền vững lâu dài nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện tốt các vấn đề này, Đức Giang cần thực hiện một cách tỉ mỉ, xây dựng khung kế hoạch cụ thể chi tiết, có lộ trình thực hiện các phần việc còn lại. Cùng với đó, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và phải đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng tuần, từng tháng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Đề nghị xã Đức Giang cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, căn cơ. Các phòng ban ngành cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ, bám sát cơ sở, đôn đốc hướng dẫn xã Đức Giang thực hiện các tiêu chí còn lại, đảm bảo về đích nông thôn mới đúng kế hoạch. Sáng ngày 9 tháng 3, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 3 2016. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, trưởng ban dân vận huyện ủy, quán triệt chỉ thị số 06 CTTU ngày 14 tháng 1 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, đồng thời đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận ở huyện trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã nghe các đảng bộ chi bộ, các cơ quan, ban ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng thời gian qua, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất, nêu lên một số mặt còn tồn tại, đề xuất để huyện có sự lãnh đạo chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận buổi giao ban, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ ghi nhận biểu dương một số kết quả đạt được của các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời nhấn mạnh các địa phương, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác bầu cử, hoàn thành đúng quy trình thủ tục bầu cử, cơ cấu đúng thành phần, số lượng, độ tuổi.
Mục tiêu cuối cùng là đưa cuộc bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào các cơ quan lập pháp các cấp. Về xây dựng nông thôn mới, đối với đơn vị đã về đích nông thôn mới, gồm Đức Lĩnh, Hương Minh và Ân Phú, tiếp tục xây dựng, củng cố để giữ vững các tiêu chí. Liên đoàn Lao động chỉ đạo các tổ chức công đoàn nhận đỡ đầu giúp đỡ các thôn xây dựng, làm các hạng mục phù hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là luật bầu cử, tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thực hiện chào cờ, báo công, tổ chức sinh hoạt, kiểm tra Đảng, chuẩn bị sơ kết chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện, lựa chọn biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác để động viên khích lệ và nhân rộng. Sáng ngày 10 tháng 3, Hội đồng thẩm định giá đất huyện đã tổ chức họp để thống nhất phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân huyện, quyết định giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất huyện đã trình bày phương án áp giá đền bù cho từng khu vực, các tuyến đường, từng loại đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh nằm trong vùng giải phóng mặt bằng đập dâng và kênh chính Ngàn Trươi Cẩm Trang. Theo đó, trong đợt này sẽ có 4 xã bị ảnh hưởng gồm thị trấn Vũ Quang, Sơn Thọ, Đức Bồng, Đức Hương. Diện tích giải phóng mặt bằng lần này trên 77 ha. Tùy theo từng hạng mục, Hội đồng thẩm định giá đất đã đưa ra các giá đề xuất cụ thể cho từng vùng, khu vực dựa vào giá quy định của nhà nước, đảm bảo người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng phải thu hồi đất sẽ an tâm và đồng thuận cao trong việc phối hợp giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị các thành viên liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát từng loại đất, từng khu vực dựa vào khung giá của Ủy ban nhân dân tỉnh để đưa ra các khung giá đất phù hợp nhất. Sau khi thống nhất phương án áp giá cụ thể, cần thông báo cho nhân dân được biết, từ đó nếu người dân vẫn còn có ý kiến chưa thống nhất với mức giá đưa ra thì sẽ tổ chức giải quyết dứt điểm, tránh để xảy ra tình trạng không công bằng, không dân chủ dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân, gây mất ổn định tình hình trong khu vực. Mục tiêu sẽ giải phóng diện tích đất bị ảnh hưởng, đảm bảo các hạng mục của dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang sẽ tiếp tục được thi công đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Chiều ngày 7 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ quản lý từ huyện đến cơ sở nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện nhà hiện có 47 nữ cán bộ quản lý, trong đó nhiều chị em phụ nữ đảm nhận các chức vụ trưởng, phó các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Nhiều nữ cán bộ quản lý tham gia vào Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Mặc dù đảm nhận các chức vụ quản lý, công việc nặng nề và chiếm nhiều thời gian, tuy nhiên mỗi nữ cán bộ quản lý đều vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các chị đã sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình, là người vợ, người mẹ đảm đang, luôn chăm lo và vun vén cho gia đình êm ấm hạnh phúc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình gửi lời chúc mừng tới nữ cán bộ quản lý nói riêng và phụ nữ trong toàn huyện nói chung nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức gặp mặt chị em trong bối cảnh chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là rất quan trọng và có ý nghĩa. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cũng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực to lớn của chị em phụ nữ các cấp đối với sự phát triển của huyện nhà trong thời gian qua, mong muốn trong thời gian tới, nữ cán bộ quản lý tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nội dung nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, tham gia tích cực vào việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước vào cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn, sắp xếp bố trí hợp lý công việc gia đình để tích cực, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, không ngừng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp sức mình cho sự phát triển của huyện nhà. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, sáng ngày mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Bồng đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình. Dự và chung vui với hội thi có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách chỉ đạo xã Đức Bồng.
Tham gia hội thi nấu ăn có 10 đội, đến từ 8 đơn vị thôn xóm, nữ công đoàn trường mầm non và công đoàn ủy ban nhân dân xã. Mỗi đội thi có 4 thành viên, được trổ tài nấu bữa cơm gia đình trong vòng 60 phút, với đơn giá chỉ dưới 200.000 đồng. Nhưng phải đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là phải tạo nên tình cảm ấm cúng gia đình dưới bàn tay nội trợ của người phụ nữ. Hội thi là hoạt động bổ ích nhằm khơi dậy phong trào thi đua trong chị em phụ nữ, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Đây còn là hoạt động nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, vừa đảm đang, vừa biết gìn giữ hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm ấm cúng. Sau thời gian trụ tài nội trợ, dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ, mâm cơm gia đình mang đậm nét truyền thống đã được các đội dự thi trưng bày, không chỉ đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng, mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 5 giải A và 5 giải B cho các đội tuyển. Chiều ngày 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn và giao chỉ tiêu công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016. Tham gia hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách dân số kế hoạch hóa gia đình các xã thị trấn. Năm 2015, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở đã tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nên đã đạt được một số kết quả tích cực khá toàn diện. Tỷ suất sinh thô là 15,6%, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm 3,8% so với năm 2014. Tỷ số giới tính khi sinh là 98,2 nam trên 100 nữ, giảm 24,6 điểm phần trăm so với năm 2014, vượt chỉ tiêu mức giảm đề ra. Chất lượng dân số về tầm vóc trí tuệ ngày càng được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1,76%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt cao, việc thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số như can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chương trình sàng lọc sinh và tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đạt kết quả tốt. Bên cạnh những kết quả đó, thì tỷ lệ sinh vẫn còn cao và khó được kiềm chế. Thực trạng cán bộ, đảng viên vi phạm sinh con thứ ba vẫn còn phổ biến, công tác truyền thông còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu cụ thể. Trong đó mục tiêu cụ thể, quy mô dân số ổn định ở mức 30.400 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 8,0 phần nghìn, giảm tỷ suất sinh thô 0,3 phần nghìn, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba từ 1,5%, tỷ số giới tính khi sinh dưới 107 bé trai trên 100 bé gái, trẻ suy dinh dưỡng dưới 12%, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Tại hội nghị cũng đã giao chỉ tiêu chiến dịch lồng ghép tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016 cho các xã thị trấn năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn, đầu năm 2015, huyện Vũ Quang đã mạnh dạn đưa cây chanh leo vào trồng thử nghiệm trên địa bàn. Sau gần một năm triển khai thực hiện, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ nét. Đây là tín hiệu vui cho bà con nhân dân ở huyện miền núi Vũ Quang. Màu xanh của hoa trái cây chanh leo đã hiện hữu trên vùng đất tái định cư xã Hưng Quang. Nhiều hộ gia đình, trong đó có anh Nguyễn Văn Hiệu, đã mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm 1 hecta cây chanh leo. Thời điểm trồng gặp thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn, nhưng nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng nên phát triển khá tốt. Sau 6 tháng xuống giống, đã cho sản lượng quả bói đầu tiên hơn mong đợi. Quá thu hoạch cái lứa bói đầu tiên, thì tổng thu hoạch được là 7 tạ. Bán cho công ty thì với giá là 8.000 đồng trên 1 kg. Thì theo như cây chanh léo thì những cái tháng mà mua rẻ thì nó không ra quả. Thì từ nay trở đi thì nó sẽ ra gọi là chính vụ lứa thứ hai. Từ nay đến cuối năm thì nó ra quả liên tục. Cho đến tháng 11 thì rẻ thì không ra quả. Thì chắc chắn thì lứa này sẽ gấp mấy lần so với lứa bói ra số lượng quả. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với chú trọng phát triển các cây chủ lực, tháng 3 2015, huyện Vũ Quang đã ký kết với công ty cổ phần thực phẩm Nghệ An, gọi tắt là Nafood, đưa vào trồng thử nghiệm gần 17 hecta cây chanh leo trên địa bàn hai xã Hương Quang và Đức Hương. Trong đó, huyện hỗ trợ cây giống, tổ chức SRGP Hà Tĩnh hỗ trợ kinh phí làm giàn và phân bón.
Đến nay, cây chanh leo đã cho thu hoạch quả bói, trung bình 1 hecta 8 tạ, với giá mỗi kg là 8.000 đồng. Theo bà con cho biết, quả chanh leo được trồng tại Vũ Quang có kích thước to, mùi vị thơm, ngon. Cây chanh leo rất dễ trồng, không tốn thời gian chăm sóc, phân bón và ít bị sâu bệnh phá hại. Năng suất thì nó cũng tương đối cao. Tuy nhiên thì cái năng suất này thì mới là vừa qua thì đầu vào cuối tháng 10 năm 2015 mới thu hoạch, thì chúng tôi đang dự đấy là thu hoạch bói. Và chính vụ ấy thì bắt đầu từ năm 2016 và đến 2017 thì bắt đầu mới thu hoạch chính vụ. Thì bước đầu chúng tôi nhìn thấy rằng là cái sự liên kết giữa doanh nghiệp và hộ dân, thì thấy là doanh nghiệp thì họ vào mua thu mua đến tận hộ, và có nghĩa là cái sản phẩm có bao nhiêu thì họ mua hết cho người nông dân. Sau lứa quả bói đầu tiên, người dân đã cắt tỉa cành để cây cho lứa quả khác. Đây cũng chính là quả chính vụ ra hoa kết trái quanh năm và sẽ thu hoạch bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10. Dự tính sản lượng quả chính vụ sẽ cao gấp 20 lần so với lượng quả bói đầu tiên. Ước tính mỗi hecta chanh leo sẽ có 20 đến 30 tấn quả. Với giá bình quân công ty bao tiêu sản phẩm mua vào đạt 8.000 đồng trên 1 kg, thì bình quân mỗi hecta chanh leo sẽ cho thu nhập từ 160 đến 240 triệu đồng. Qua một thời gian chưa lâu nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái cây này nó là cũng rất là hiệu quả trên địa bàn, cần phát triển thêm. Tuy nhiên thì do điều kiện bà con ở đây là mới vào khu tái định cư nhưng chưa có thu nhập, và địa đầu tư ban đầu thì cũng khá lớn. Một hecta như thế là khoảng trên dưới 100 triệu, thì cũng để tăng góp phần ổn định đời sống nhân dân ở địa phương. Thì ngoài trồng cây cam ra thì theo tôi đề nghị là nên phát triển thêm cái cây chanh leo này, để thứ nhất là đảm bảo cái nguồn cung cho doanh nghiệp, bởi vì hiện tại 7,5 hecta thì nó là quá ít, phải tối thiểu là 15 hecta trở lên. Thì bên cạnh đó thì cũng cần cái chính sách kích cầu của xã cũng như huyện thì để giúp bà con trong thời gian tới là mở rộng thêm cái mô hình này nhằm ổn định cái đời sống bà con nơi vùng tái định cư. Cây chanh leo phát triển ở Vũ Quang thì chúng tôi cho rằng đó là một cái sự may mắn đối với bà con nông dân, và chúng tôi mong rằng là bà con nông dân sẽ tiếp tục cùng với chính quyền địa phương, cùng với doanh nghiệp để phát triển mở rộng cái diện tích chanh leo trong cái thời gian tới, nhằm để góp phần nâng cao cái thu nhập và sau đó giảm nghèo cho bà con. Về phía chính quyền thì chúng tôi mong muốn rằng là chính quyền địa phương cần phải có cái chính sách để phát triển cây chanh leo cụ thể rõ ràng, ví dụ như là chính sách về quy hoạch vùng nguyên liệu, để từ đó có các cái chính sách đầu tư cho vùng nguyên liệu một cách thỏa đáng, đầu tư về cơ sở hạ tầng, rồi là giúp đỡ tạo điều kiện cho bà con nông dân trong những cái điều kiện sản xuất lúc ban đầu. Thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ được sát cánh cùng với lãnh đạo huyện để từng bước đưa cái vùng nguyên liệu chanh leo của huyện Vũ Quang sẽ phát triển là tương đương với các cái vùng huyện, vùng miền khác trong cả nước. Hiệu quả kinh tế từ cây chanh leo đang là hy vọng để người dân miền núi Vũ Quang khai thác hết đất đai phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để cây chanh leo tồn tại và đứng vững thì cần có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa công ty, người dân cùng sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp các ngành. Chiều ngày 10 tháng 3, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Vũ Quang, lãnh đạo xã Sơn Thọ đã đến thăm hỏi và chia buồn với người thân, gia đình nạn nhân Nguyễn Viết Hậu, 33 tuổi, trú xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh, tử vong vào ngày 5 tháng 3 do bị cướp bắn chết tại khu vực tỉnh Uyghur, nước Angola. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết, vào chiều ngày 5 tháng 3 2015, trong lúc đang làm việc tại xưởng cơ khí ở tỉnh Uyghur, anh Nguyễn Văn Hậu bị một nhóm cướp tấn công và bắn chết. Hiện thi thể anh Nguyễn Viết Hậu vẫn chưa được đưa về nước. Được biết do mới lập gia đình, con nhỏ, kinh tế lại khó khăn, nên cuối năm 2012, anh Nguyễn Viết Hậu quyết định vay mượn một số tiền đi xuất khẩu lao động sang Angola với giấc mơ kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên do nền kinh tế thế giới khó khăn, mặc dù lao động vất vả, nhưng anh vẫn chưa kiếm đủ số tiền vay mượn trước lúc đi. Anh Hậu ra đi để lại cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ. Đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, lãnh đạo xã Sơn Thọ đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân Nguyễn Viết Hậu. Mong muốn gia đình nén bớt đau thương, sớm đưa được thi thể anh Hậu về an nghỉ tại quê nhà. Nhằm sớm ổn định cuộc sống sản xuất cho nhân dân tái định cư, Ban chuyên trách bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, huyện Vũ Quang đã và đang tiến hành giải phóng mặt bằng, san lấp và bàn giao đất cho các hộ dân. Đến thời điểm này, ban chuyên trách đã khai hoang, cải tạo
và bàn giao 15 ha đất màu cho 107 hộ dân ở xã Hưng Quang. Bình quân mỗi hộ dân được nhận 3 sào đất, nâng tổng diện tích đất màu và đất rừng lên 3,15 ha trên một hộ. Ngoài diện tích đất rừng, bà con khu tái định cư đã và đang trồng cây ăn quả, cam, chanh, chanh leo, cây lấy gỗ nguyên liệu. Bà con nhân dân nơi đây cũng đã bắt tay vào gieo trỉa ngô, lạc, trồng cỏ chăn nuôi trên đất màu vừa được bàn giao. Qua kiểm tra đánh giá cho thấy, đất khai hoang ở đây khá màu mỡ, cây trồng phát triển nhanh. Được biết, huyện Vũ Quang đang chỉ đạo ban chuyên trách bồi thường, tiếp tục khai hoang, cải tạo số diện tích còn lại để bàn giao đất cho người dân sản xuất để đảm bảo lương thực và ổn định cuộc sống. Chiều ngày 9 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2016 cho lao động chưa có việc làm trong toàn huyện. Theo đó, người lao động đã được tư vấn công tác đào tạo nghề, chế độ chính sách cho người học nghề, định hướng cho người lao động học nghề, tìm kiếm việc làm, tư vấn cung cấp thông tin, hướng dẫn làm hồ sơ xin việc cho người lao động đã qua đào tạo nghề chưa có việc làm, tư vấn cung cấp thông tin về công tác du học cho học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 có nhu cầu đi học, cung cấp thông tin và các chế độ chính sách đối với lao động cần đi xuất khẩu lao động, trả lời chất vấn, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, du học và xuất khẩu lao động cho lao động và nhân dân trên địa bàn. Thông qua tổ chức hội nghị, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động là cơ hội tốt để người lao động huyện miền núi Vũ Quang định hướng được trong học nghề và tìm kiếm được việc làm phù hợp. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, chiều ngày 7 tháng 3, huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Vũ Quang tiến hành bế mạc giải bóng chuyền nam thanh niên toàn huyện 2016. Tham gia giải năm nay có 21 đội, trong đó có 12 đội khối xã thị trấn, 9 đội khối cơ quan. Giải được chia làm 2 khối thi đấu gồm khối xã thị và khối cơ quan để lựa chọn các đội nhất, nhì và ba ở các khối. Với tinh thần thể thao cao thượng, các đội đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay, nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn, được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Nhất là năm nay, ban tổ chức đã cho các đội thuê mượn nhiều nhất 2 cầu thủ ngoài tham gia, nên chất lượng chuyên môn rất cao và có tính đồng đều. Ngoài những đội có truyền thống về bóng chuyền như Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, Vườn Quốc gia, xã Đức Lĩnh, năm nay đã xuất hiện một số gương mặt mới như đội Ban Chỉ huy Quân sự, xã Hương Thọ, Hương Quang. Kết thúc giải về khối cơ quan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Vườn Quốc gia Vũ Quang, giải nhì Công an, giải ba Quân sự và Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang. Ở khối xã thị, nhất là thị trấn Vũ Quang, nhì Đức Lĩnh, giải ba xã Hưng Minh, Hương Quang. Giải bóng chuyền nam thanh niên toàn huyện năm 2016, bên cạnh thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, còn là dịp để lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia giải tại tỉnh sắp tới. Đồng thời, đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm ngày thể thao Việt Nam. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày 22 tháng 5 2016. Để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu và nắm bắt nội dung liên quan đến sự kiện chính trị trọng đại này, từ hôm nay Đài truyền hình huyện Vũ Quang sẽ mở và duy trì chuyên mục Hỏi đáp luật bầu cử trong các chương trình truyền hình vào tối Chủ nhật và sẽ được phát lại vào tối thứ Hai. Trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Câu hỏi 1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào? Trả lời, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước,
trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân. Lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Câu 2. Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Trả lời. Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Câu 3. Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân? Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của Hiến pháp ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do nhân dân bầu ra là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, được thể hiện ở các mặt sau đây. Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri cả nước bầu ra, theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quốc hội là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước. Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.